Không có, không biết chém ai hết trơn á. Cứ cầm đi vậy hoài hả? Cầm vậy hoài luôn á. Tối ngày vậy luôn á. Xin kính chào quý cô chú anh chị, quý khán giả, với Mạnh Đồng Vương đang xem kênh của Hoàng Bảnh. Thì hôm nay Hoàng Bảnh quay trở lại thăm hoàn cảnh mới của chú anh chị. Thì được sự giới thiệu của hàng xóm thì Bảnh tới đây thăm một gia đình là có bà lão và nuôi hai người con bị tâm thần của chú anh chị. Thì bây giờ thì xin mời tất cả các chú anh chị cùng vào trong nhà để thăm hỏi hoàn cảnh như thế nào. Dạ, chào bà ha. Chị sao hoàn cảnh này sao chị gọi cho em vậy? Hoàn cảnh khó khăn đó, tại vì ba tôi mất rồi, má tôi nghèo rồi, hai đứa em nó khùng khùng nó ha, có mừng gì vô tiền hết trơn. Rồi cho chú mình giúp đỡ. Có mẹ già rồi bảo bệnh không đó, không có làm gì vô tiền hết. Rồi cho chú. Nhà chị gần đây không? Nhà tôi xa, còn má tôi ở đây, nhà tôi hơi xa. Rồi bà lão ở đây với ai chị? Ở hai đứa em. Hai đứa em, thằng hồi nãy đó, thằng hai đứa luôn đó, khùng khùng không đó. Anh này nói chuyện được không? Nói được. Anh bị gì mà nó khùng khùng? Ông nói vậy đó, khùng rồi nó bệnh phổi nó, rồi nó không được bình tĩnh với người ta vậy đó, nó khùng. Anh bao nhiêu tuổi rồi chị? Bốn mấy rồi, 45, 46 rồi đó. Ở trong nhà vậy đó. Anh nói chuyện được không? Sao? Anh khỏe không? Bệnh tôi cũng bệnh. Đừng chút qua mệt rồi. Bẻ trẻ của cũng mệt nữa. Đừng có nói gì. Không có gì mà bây giờ mà không có làm gì không được. Yếu quá lắm. Tôi bây giờ tôi yêu dữ lắm. Anh có vợ con gì không? Không có. Không có ai thương tôi đâu. Sao rồi anh? Tôi tâm thần rồi đó, và ai thương tôi được. Hồi xưa giờ mình có quen được không quen. Cô nào hết trơn á. Tôi vậy đó. Làm sao đâu nó được. Rồi hàng ngày mình đi làm gì? Ở nhà đi. Không có làm họ công chuyện gì được đâu. Rồi sức khỏe mình là yếu lắm hả, là mệt hả? Làm công việc mạnh không được. Yếu quá. Tôi đi chút xíu vậy đó cũng mệt vậy đó. Mình có bảo hiểm gì không anh? Bảo hiểm có bà có cái gì đó. Dạ là có bảo hiểm để đi khám bệnh đó ha. Dạ. Rồi hàng ngày mình có đi làm mướn làm thuê gì không? Không. Rồi làm mướn làm vậy đâu có được nữa. Mình có làm ruộng ra trồng rau trồng cỏ cải gì không? Không luôn. Không. Mình xài tiền hàng ngày, mình lấy tiền đó mình xài. Vậy đó là chịu rồi. Là không có ha? Không có. Rồi còn một người nữa là bị tâm thần luôn hả? Đúng rồi. Mà anh tâm thần anh nói chuyện được nè. Từ từ đó nói chuyện được. Mà thằng đó thằng mà nó không nói. Tối ngày nó vậy đó, không đó. Tối ngày làm gì, cầm gì? Cầm búa nào nãy đó. Cầm búa hả? Rồi. Cầm búa đi vòng vậy hả? Đúng rồi đó. Rồi có làm gì ai không? Không. Mình nó vậy à? Không có hỏi ai hết chứ, không có nói luôn đó. Lỡ cầm búa rồi lên cơn sao? Không đâu, nó không có lên cơn đâu. Nó vậy không à? Chưa. Không biết chém ai hết trơn á. Cứ cầm đi vậy hoài hả? Cầm vậy hoài luôn á. Tối ngày vậy luôn á. Có giấy tờ không? Có giấy tâm thần không? Bà kìa, bà cắt hết rồi. Có giấy không? Rồi. Cảm ơn anh ha, anh xin phép vô nhà cái. Anh xin vô nhà chào bà cái. Dạ con chào bà ha. Dạ bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Sao 76 rồi. 76 ha. Rồi hoàn cảnh mình sao bà? Bà kể sơ cho con nghe. Dạ con mượn cái ghế ha. Khó khăn lắm. Cho anh mượn cái ghế đó chị. Tôi còn. Sao bà nói lại? Tôi một mình tôi không có mần gì vô tiền bạc gì hết trơn á. Con cái bà sao? Con cái nhỏ, hai nhỏ nó. Hai nhỏ nó. Cái nhà này là thấy nhà cái bên là nhà ai? Nhà thấy bên đó nhà con, nhỏ nhỏ nó. Cho ăn nè. Chị đó đi đâu rồi? Chị nó đi làm rồi. Làm ở đâu bà? Đặng à. Đặng là đâu à? Cậu đó. Thì ông tôi chết đó, thì 2 năm rồi. Thì còn ông còn thì đỡ, bây giờ ông chết thì tôi khổ quá. Nuôi hai nhỏ nè.
Thì nhờ anh em nhân xôm á, người ta cho tiền bạc chút định ăn gì đó. Hay gạo thì chính phủ cho. Một thang nhưng chính phủ cho 10 kg. Nhờ chính phủ. Nhà là nhà mình không có làm ruộng, không có trồng gì hết hả? Ông không có ruộng, không có gì hết trơn á. Bà lớn, nhà bà lớn này không có gì hết trơn á. Nghèo khổ không. Rồi bà nuôi hai người con bị nghe nói là bị tâm thần hay bà? Dạ. Hồi đó, hồi nhỏ tới lớn là vậy tâm luôn thần đó. Ở vậy luôn á. Dạ. Không có bằng gì hết. Bữa anh kia anh đi đâu nãy? Đi chơi nữa rồi, chứ đi hoài vậy đó. Chưa ăn cơm nữa, giờ đi đi xách cái gì đi theo hả? Đi theo vậy đó. Lấy cái gì theo? Lấy bố cầm bùa đi vậy đó. Cầm bùa đi lỡ có làm gì người ta không bà? Không, không có làm gì người ta đâu. Giờ đi một mình ý, người ta kêu vô nhà uống nước không chịu vô nữa. Giờ đi hoài vậy đó. Thì đêm nào ngủ không được đó thì cười. Cười một mình in sáng đêm. Vậy đó, nhỏ đó. Mẹ không biết sao nữa, tôi khổ quá chú ơi. Thì cũng có con cái cái bên cũng đỡ không bà ha? Lỡ. Dạ, con cái là ở gần đây đỡ. Dạ. Dùng tiếp chục định gì đó. Dạ. Dâu chồng đó. Dạ. Cho mẹ cha chục định à. Cái nhỏ này ở xa này đâu có cho tôi đâu có được. Dạ, cái chị nãy là gọi cho con ha. Dạ. Rồi mà năm nay là bà khỏe không? Bà 70 mấy tuổi đúng không nãy? 76. Dạ. Dạ bà còn đi lại bình thường bà ha. Dạ, đi qua đi lại trong nhà được rồi, đi đâu không được nữa. Dạ. Ở trong nhà. Thì tôi cũng bệnh luôn. Bà tên gì bà? Dương Thị Chỉnh. Tên Dương Thị Chỉnh hả? Dạ. Dạ. Không có mận gì hết trơn, ở nhà không bệnh hoài, uống thuốc tối ngày à, bữa nào không uống à. Dạ. Người ta cho tiền chút định nó mua đi mua thuốc uống. Hôm nay bà làm được gì ăn cơm bà? Bữa nay chị ăn cá kho sáng này nè, mua cá hôm qua 20 ngàn nó ăn 2 ngày. Dạ. Không có gì đâu. Gặp anh kia đâu mất tiêu ha. Anh kia đi nữa rồi, không có ở nhà nữa. Thì vậy đó, vô lại đó thì đi liền vậy đó. Ồ quá, không có ai nuôi. Bà dắt con đi ra làm sao được không bà? Được. Dạ dạ, đi đi bà. Dạ. Bà đưa con ra làm sao ha. Dạ được. Cháu này là bà ngủ trước rồi, hai anh này ngủ sao bà? Nhỏ nãy nó ngủ đây nè. Là cái anh tâm thần là nằm dưới đất vậy hả? Nằm đất vậy đó. Thấy nhỏ kia nó thấy nằm đó. Rồi đó không nằm đất vậy đó, mà thấy chị nó thấy tội nghiệp đó, lấy vạt đó một cái. Cho bộ vạt này nằm. Cái chứ còn anh này nằm. Là chưa có vạt. Anh này chưa có vạt, nó hư hết rồi. Chưa có bộ giường ha, nằm ở dưới thôi. Nằm dưới không mà đập. Rồi cô chú anh chị thấy văn võng để nằm dưới cái mền mùng không có luôn. Dạ không có mùng. Ủa bà bếp chứ bà đâu? Bếp trước đó. Ủa sao bếp để trước bà? Để này đâu có được này. Để tôi lụm tôi la hết rồi nè. Dạ. Để con gửi cái này cho bà nói nha. Để đây đi bà, để đây. Dạ. Dạ. Cái này là bếp của bà hả? Dạ. Ủa, sao bà nấu ở đây sao không sợ cháy hả? Này sợ cháy. Nấu ở đây mình sợ cháy á. Cái cao su này nó nhờ có không có ai làm tính các nhà trước nè, không có ai làm nè. Để vậy đó. Nhờ có miếng tôn chứ không có tôn là nó bị cháy cái này rồi. Ai sợ vậy đó. Chật chọi quá ha. Rồi củi này nằm dưới luôn hả cô chú anh chị? Củi dưới giường này nấu cơm hay trước đầu giường luôn? Nấu cơm thì điện thì là làm đồ ăn ở đây. Đây làm đồ ăn. Nguy hiểm lắm bà. Dạ. Thấy củi mà cô chắc bà chắc ở dưới giường quá trời nè. Khổ ha chú ơi. Dạ. Hàng tháng gì đó mấy anh đó có trợ cấp cho con của bà như hai người con bị bệnh gì đó có không? Không có, có ai hỗ trợ gì không? Không có. Rồi như chị này là con thứ mấy của bà? Nhỏ này hả? Dạ. Nhỏ này thứ hai. Thứ hai. Rồi chị nhà trên đâu chị? Chị Buôn á. Chị Buôn sao? Nhỏ kia này, nhỏ thứ ba. Thì hôm nay chị gọi em tới đây để thăm bà lão là mẹ của chị ha. Mẹ khổ quá rồi, hai đứa em không mấy gì bình tĩnh đó. Do cho chú dùm tiếp mẹ gì đó, thấy mẹ khổ quá, rồi cha mới mất á, rồi mẹ bệnh nữa,
mẹ bệnh tim hồi năm rồi nó chết rồi, người nhờ anh em cô bác rồi cho tiền chút đỉnh đi đi thăm đi coi mẹ ở Sóc Trăng á. Tôi không ấy chết đây nó mẹ tim quá rồi có tôi thì nghèo quá không có gì tiếp mẹ. Dạ, chị đang hoàn cảnh gì, nghèo hay khó khá? Nghèo, nghèo còn nuôi ba đứa cháu nữa. Mẹ mấy đứa đâu? Mẹ đi lấy chồng bỏ rồi. Là đứa nào? Đó, đứa này nè. Mẹ đó đi lấy chồng bỏ rồi. Đi lấy chồng bỏ hồi còn nhỏ không đó, hồi 6-7 tháng không đó. Là rồi, cháu nội. Cháu nội hay cháu ngoại? Cháu nội. Rồi mẹ đi lấy chồng bỏ rồi ba thì lấy vợ sau này, có vợ sau này người ta gần sanh nữa rồi. À, là con dâu của chị là đi bỏ cháu nội của chị đó lâu rồi. Lâu rồi. Mới thằng được có mấy tháng à, được thằng thì được tuổi hơn tuổi rồi, được 7-8 tháng gì đó, bỏ tới giờ tôi nuôi giờ 10, ba đứa 5-6 tuổi, 6-7 tuổi hết rồi đó. Có liên lạc gì không? Không đâu, người ta có chồng. Con đây, chú hỏi cái coi. Đây gọi cái chân coi, ngồi đây nè. Ủa mẹ con đi bỏ luôn hả? Dạ. Trời ơi, tội nghiệp vậy, bây giờ con mấy tuổi rồi? Dạ con 12 rồi. 12 hả? Rồi có liên lạc với mẹ không? Ít lắm. Có bây giờ có liên lạc được không? Không. Không lẽ không được gặp mẹ lần nào? Mẹ nó không có gặp mẹ lần nào đâu. Chưa? Chắc có chồng đi theo chồng ta. Đi theo chồng rồi. Rồi con theo cảm nghĩ của con giận mẹ con không? Dạ có, tại vì mẹ con đi lấy chồng bỏ. Đúng rồi, bỏ con để cho bên nội. Bỏ con lúc nhỏ ha. Là con mấy anh em, hai anh em hay ba? Ba. Đó, anh em luôn. Là con với con thứ mấy ở nhà? Con thứ ba. Còn một anh lớn nữa chứ một người em. Ý bây giờ cho em hỏi là mẹ của con bé mà gặp con của chị á là được bao nhiêu đứa người con? Ba. Thứ ba đứa là? Ba đứa. Là ba anh em luôn. Ba anh em, nó thứ ba, rồi thằng thứ hai, thằng Út ở nhà. Rồi đi bỏ gì mà không có nhớ, không có gọi điện. Là có chồng sao, có đứa con nữa. Vậy sao chị biết, chị có liên lạc ở đâu biết, mà biết? Biết. À, quê ở đâu? Quê mẹ nhỏ này cũng ở gần đó mà. Ở gần đó là Sóc Trăng luôn hả? Quê mẹ, bên mẹ nó ở khúc ngọn á, tao kêu ngọn đó. Rồi có đứa con, có gặp chồng sao tao có đứa con rồi. Rồi ba của nó thì lấy vợ khác. Rồi, ở với bà nội. Rồi con có đi học không? Nghỉ rồi. Sao hả? Sao nghỉ? Tại không có để cho đi học á. Không có tiền hả? Trời ơi, con nghỉ học là uổng lắm á. Sau này tuổi con là phải học đó, không phải ấy đâu. Không học ra đường không thua người ta đó. Sau này con khó khăn lắm, con không học. Con biết đọc chữ được không? Dạ có. Con học được lớp mấy con nghỉ vậy? Con học được lớp 5. Trời ơi, anh em con cũng nghỉ hết trơn hay là sao? Nghỉ hết luôn. Trời ơi. Là ba đứa cháu nội thì mẹ bỏ là cho nghỉ hết luôn hả chị? Nghỉ hết rồi, tôi khổ quá, tôi không có ruộng nương gì hết trơn, người nghèo á, đi cắt lúa mương. Rồi đi cấy mương người ta đó, rồi cất nhà nhỏ xíu cho ba đứa anh em nó ở đó. Rồi tôi thấy nhà lá nó gách hết trơn rồi. Rồi tôi sợ ngã bể đầu người ta làm sao. Rồi mới tôi dở tôi làm nhà sau đó. Rồi tôi cho ở nhờ với tôi đó. Nó có nhà cửa gì đâu. Dạ mẹ thì lấy chồng khác, ba thì lấy vợ khác, thì bỏ ba chị em ở với bà nội. Trời ơi, còn con đi học con có bị bạn bè như là nói con có ngại với bạn bè không? Không có cha, không có mẹ đi học á. Có. Có hả? Tội nghiệp quá ha. Thôi gán đi ha, gán đi con. Rồi ở với bà ngoại con làm gì, con nghỉ học con làm. Con ở với bà nội con nghỉ học con làm gì? Dạ con làm việc nhà cho bà nội. Rồi anh con? Anh con đi làm. Là anh con bé này là đi làm mà hả? Đi làm có chưa có chỗ làm nữa, mới lên đi hồi Tết đó. Là bao nhiêu tuổi rồi lên đi làm? 16. Nó tên đi làm hồ á. Bữa nghỉ bữa làm đó, đi làm hồ á. Ai dắt nó đi? Nó đi theo, cũng theo bạn nó đó, đi làm hồ. Mới 16 tuổi rồi đi làm hồ rồi, trên đâu, Bình Dương hay thành phố? Đi chỗ quận 8 á. Thành phố. Đi làm hồ đó, ngày 300 mấy, 200 mấy gì đó, không biết nữa, tôi không biết nhiêu nữa, nó đi theo người ta đó. Mới được làm hai bữa này, mới lên hồi Tết đó. Tết tới giờ mà mới làm được hai bữa nay. Rồi ở trọ với ai mà sao ở? Ở trọ với người cũng quen ở đây nè.
Rồi đi ăn ở với ta vậy đó, chưa có chuyện làm á. Mới vô làm được 2-3 bữa nay. Rồi chị cũng khổ, mẹ chị cũng khổ nữa thôi. Hai gia đình khó khăn vậy. Khăn lắm. Dạ. Hai mẹ con này cũng khổ. Mẹ cũng khổ, con cũng khổ. Rồi gặp cháu cũng khổ nữa. Cháu này cũng khổ nữa. Trời ơi, bé này tội nghiệp quá. Con học có giấy khen không? Mỗi lần đi học á? Không. Không sao ạ? Học yếu quá hả? Dạ. Sao học yếu? Hay là con lo đi chơi hay sao? Không, tại vì con nghỉ học á, bữa học bữa nghỉ á. Tại sao vậy? Tại ngày nào bà nội có tiền thì cho đi, bữa nào không có tiền thì nghỉ. Không có tiền ăn á. Dạ, nhưng không có tiền như đóng hay là ăn uống này hả? Rồi. Con muốn đi học lại không? Có. Cái bé nhỏ em của con là cũng đã ở nhà luôn. Dạ. Bé đó mấy tuổi rồi, bé em của bé này à, chị? 8 tuổi rồi. 8 tuổi là đúng đến ra là học lớp 2 lớp 3 rồi mà. Lớp 3 đúng ra là vô học lớp 3 đó. Không có học, mới học được có lớp 1 con nghỉ. Trời ơi, tuổi nhỏ vậy bây giờ thì buổi giờ chị không cho cháu của mình đi học là không biết chữ. Năng có cháu đi học gì đâu, đi cắt mương, mần mương không đó, nhầm khi kiếm công cắt công cấy người ta ăn nữa. Người có tiền thôi cho cháu ăn. Chứ bây giờ học ở dưới quê thì đâu có tốn tiền nhiều đâu chị. Nó dễ mà. Lúc nhà hội nhà nước cũng nhà trường cũng có hỗ trợ như cặp sách rồi cũng có mà mình vô thuộc hộ nghèo. Đâu, hộ nghèo mới có, còn mình thường không có đâu. Thì nhưng mà theo công nghệ thì em cũng vậy, con đi học nè, đóng tiền trường gì đâu, có đóng một lần có 100 mấy là học tới hết năm rồi. Nhưng mà mình có hộ nghèo thì mình không đóng, mình không có thì mình đóng á. Đúng rồi, có 100 mấy chị đóng mà cho các bé học hết năm, sao chị không cho bé học? Rồi như đi học vậy đó, mình không có tiền cho nó không chịu đi. Chừng nào có tiền, thí dụ nó đòi 20 ngàn, 10 ngàn vậy đó, mình có thì nó đi, không có thì nó nghỉ. Tình ra nó học thua anh ta luôn, nó nghỉ luôn. Lý do là chị phải khuyên nó, chị khuyên bé nhỏ nữa, mấy cái bé mà đang 8 tuổi á, chưa có biết chữ đâu. 8 tuổi nói chung là ở dưới quê ở đây đó học lớp 1 là chưa có biết chữ rành. Đó chị phải cố gắng cho bé học gắng vài lớp nữa. Dạ nó 8 tuổi đâu có vô học được nữa đâu. Vô được chứ. Vô được. 8 tuổi thì mới vô học là lại được lớp cũ được. Không có hỏi rồi nó vô không được, nó lớn quá. Trời ơi, chị suy nghĩ vậy là chị làm vậy là tội nghiệp bé lắm, là mình giúp không gì không được, mình giúp cái chữ cho các bé đi, cho các bé là có cái chữ để ra đường xã hội, để sau này cháu của chị ra đường không biết chữ nó khó lắm. Bởi vì nhiều hoàn cảnh là không biết chữ, nghĩ lên cái suy nghĩ lại biết gì hồi đó cho con mình học rồi. Bây giờ nếu như chị thấy để vậy cho cháu nội của mình không có biết chữ nào là sau này ra đường là không có tiếp thu nhiều giống người ta đâu. Dạ. Chị coi chị suy nghĩ lại, chị cố gắng cho bé kia, bé trai đó cho đi học lại đi. Còn bé này thì bây giờ chị đã nghĩ rồi, bé cũng đã học được lớp 5 thì cũng đã tạm ổn, cũng đã biết cái chữ rồi ha. Con thì con ở nhà con muốn dạy chữ cho em sơ sơ được không? Dạ được. Đúng rồi, hợp lý rồi, bé này biết chữ nè, chị biết chữ không? Hả? Đó, chị không biết chữ luôn mà chị cũng gắng cho cháu mình đi học đi chứ, chị cho cháu mình nghỉ là uổng lắm. Giờ chú theo tính vậy đó là chú thấy con là biết chữ nè, giờ con ở nhà. Thôi gì chú tính vậy nè, con ở nhà con dạy cho em của cha của con á, từng chữ đi, khuyên em đi, em gắng học đi, sau này không biết chữ. Bây giờ giả sử sau này con xài điện thoại đi, con muốn nhắn tin hay là cái gì, con muốn gọi như người nào đó, con cũng không biết làm, cũng cỡ người ta lắm. Nói với em con gì á, nói cố gắng có cái chữ mới mình đi tiếp thu được, mình như mình đi đường đi xá, mình muốn đi đâu. Thời buổi bây giờ thì buổi là 4.0 rồi con. Ha, cố gắng lên nói với em gì đó, cố gắng nói với các bé để sau này ra đường nó không biết chữ là khó xử lắm, không ai chỉ nhìn nhiều đâu, mình đi đường người ta cũng gấp, mình cũng gấp, mình hỏi người ta cũng nhiều khi người ta cũng bực, người ta trả lời nó như chữ đó mình không nhìn đi là nó khó khăn cho mình lắm. Dạ. Con cũng vậy ha, con cố gắng đừng có quên chữ nghe, lâu lâu cái mình cầm này cầm kia mình đọc hết cho nó quen cái thói, mình biết tính không con? Biết. Hồi đó học được cuối chương mấy rồi? Con quên hết rồi. Quên hết rồi đó, phải ôn lại đi ha, ở nhà mình rảnh đó, con ở nhà con đâu làm gì? Ở nhà dưới quê chú thấy con đâu làm gì đâu, như là sáng mà nấu cơm hay giặt giũ rồi xong rồi, đâu có làm vô quét nhà là xong rồi. Đâu có phải làm gì đâu. Con quét nhà rồi rửa chén là xong rồi. Con dư thời gian rất là nhiều luôn á, ở dưới quê á, chứ đi phơi nắng chạy khơi khơi ngoài nắng cũng vậy à ha.
Trời ơi, mẹ bỏ thêm mà không biết chữ nữa. Tội nghiệp em có con lắm, con thì chú không nói rồi, con thì được năm lớp 5 rồi. Học đi hồi ở đây á, dưới quê thì theo em biết á thì không có tốn bao nhiêu hết đó chị. Có 100-200 ngàn tiền đóng tiền trường là xong rồi. Thì hỗ trợ sách cũ, như các bạn của các bé cũng có sách cũ, người ta sẽ nhường lại cho mình học mà, đâu có cần gì đâu chị. Chứ đừng để cho nghỉ ngang vậy, bé ở nhà bây giờ giả sử như cháu nội của chị đó, bé 8 tuổi đó, bây giờ ở nhà có giúp được gì đâu cho chị. Không có giúp gì đâu cho chị được. Đi chơi không? Dạ, nó đi chơi không à, bây giờ lãng phí cái thời gian nó. Rất là mình cũng như là mình hại nó luôn đấy. Sau này bé không có biết chữ là nó sẽ nói, ở lúc đó sao bà nội không nói cho con hiểu để con tiếp thu. Nó bỏ lơ nó để giống cuộc sống như chị. Bây giờ chị không biết chữ. Đó, giờ chị đi đâu cũng khó xử nè. Bây giờ, đúng không chị? Cái này là riêng của em, là em góp ý cho gia đình mình thôi. Chứ đó chị... chị tiếp thu hay là chị có giống ý của em hay không là chuyện của chị ha. Rồi, cố gắng ha con ha. Tối bằng đè có nếu mà mẹ con bà nội con nói là mẹ con cũng gần xóm con mà, có khi nào mình đi thăm mẹ một lần không? Dạ cũng có, lâu lâu đi một lần thôi à. Nhưng mà không có gặp mẹ ở nhà. Mẹ đi đâu? Mẹ đi Sài Gòn rồi. Rồi bên ngoại có tiếp đón mình không? Có. Giờ mình dẫn lên xuống bên ngoại cũng thương con ha. Dạ. Mình đi một lần một mình hay là hai anh em ba anh em mình đi? Không, con đi với bạn. Là mình tự con tự đi á hả? Giờ không có dắt em con đi hả? Tại em con không chịu đi. Là sao em không chịu đi là sao vậy? Tại nó không quen ở đó, nó không chịu đi. Chú cảm ơn con rất nhiều. Dạ kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả với mình Thân Vương đang xem kênh Vàng Bảnh, thì hôm nay Vàng Bảnh tới đây thăm một hoàn cảnh có bà cụ. Cụ ơi, bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 76. Bà tên gì nãy quên nè? Dương là Trịnh. Chị Trịnh hả? Dạ. Trịnh. Dạ kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả với mình Thân Vương đang xem kênh Vàng Bảnh, thì hôm nay Vàng Bảnh tới thăm hoàn cảnh của bà cụ là 76 tuổi rồi của chú anh chị. Thì hôm nay thì được biết thì gia đình của bà thì bà ở một mình riêng. Rồi phải nuôi hai người con bị tâm thần nữa các chú anh chị. Thì hoàn cảnh thì bạn thấy thì theo lời chia sẻ của gia đình thì bạn thấy cũng rất là khó khăn. Rồi thêm cháu cóc của bà thì cũng đã nghỉ học hết ba đứa rồi. Rồi con gái ruột của bà là chị là người gọi điện cho bạn đó các chú anh chị. Thì cũng là khó khăn, nói chung là không có giúp đỡ qua lại được. Thì mới gọi điện cho bạn tới đây để xem hoàn cảnh như thế nào. Thì bạn thấy thì... thấy hoàn cảnh thì đang khó khăn thì bạn có chích số tiền của anh Tấn ở quận 4 để mua gạo và nhu yếu phẩm tặng cho bà, để cho bà có gạo và nhu yếu phẩm để mà nấu nấu ăn cho hàng ngày của chú anh chị. Dạ bà, thì hôm nay con tới đây thì con sẽ chích số tiền của anh Tấn ở quận 4 để mua nhu yếu phẩm cho bà hả bà? Dạ. Dạ, chúc cho bà thật nhiều sức khỏe ha. Rồi. Dạ kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả với mình Thân Vương đang xem kênh Vàng Bảnh, thì hôm nay Vàng Bảnh tới đây Bảnh có mua gạo và nhu yếu phẩm và gồm 5 lon sữa ông Thọ đó các chú anh chị, để cho bà có sữa với gạo và nhu yếu phẩm, chứ có làm thêm một thùng mì nó trị giá phần quà là 500 ngàn. Thì Bảnh sẽ chích số tiền của anh Tấn ở quận 4 để trao cho gia đình của bà lão ha. Bà ơi, thì hôm nay thì con tới đây con sẽ mua, con có mua sữa nè là 5 lon con gửi cho bà. Dạ. Để cho bà có cảm ơn. Con đi mừng hôm bà có như mình nấu cơm không kịp á, mình dạ. Pha một ly sữa uống cho khỏe. Dạ. Hôm nay là con có mua là một chai nước mắm, một chai nước tương, một ký bột ngọt và một chai dầu ăn. Dạ. Và một ký đường. Dạ. Là con gửi cho bà luôn ha. Dạ. Rồi thêm đây là một thùng mì nữa. Đó, để cho nhiều khi mấy anh mà có hai anh con của bà đó, ai anh bị tâm thần đó, khi ảnh muốn ăn đồ có nước thì mình pha mì cho ảnh ăn. Là bà cho mấy ảnh ăn mì ha. Đây là một tí gạo. Rồi, chào cho gia đình ha. Thì con tới đây thì con trước tiên thì con thăm gia đình mình vậy thôi. Thì bà cảm nghĩ bao sao, bà thấy gì bà? Bà thấy vui không? Thấy vui, cho con cảm ơn. Dạ. Dạ, chị có muốn nói gì không? Chú cho gì chú cũng cảm ơn nó cho mẹ già vậy đó. Dạ. Chú cũng cảm ơn chú. Cảm ơn mình Thằng Vương á. Cảm ơn mình Thằng Vương á. Dạ kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả, thì hôm nay thì Bảnh cũng đã đến đây và đã thăm bà cụ 76 tuổi rồi.
một mình phải nuôi hai người con bị tâm thần của chú anh chị. Thì cho Hoàng Bảnh gửi lời cảm ơn đến anh Tấn ở quận 4 đã có lòng hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa, cũng như là hoàn cảnh của bà cụ 76 tuổi mà nuôi hai người con bị tâm thần của chú anh chị. Thì hồi nãy thì người con tâm thần của cô người kia thì cầm cái búa đi đâu rồi cô chú anh chị thì không thấy. Thì chỉ còn một anh ấy ngồi ở nhà thôi, anh này cũng là có hai ba căn bệnh trong mình đó. Thì Bảnh xin phép chia sẻ tới đây thôi. Thì Bảnh xin cảm ơn, gửi lại cảm ơn tất cả các chú anh chị đã xem kênh của Bảnh. Xin chúc tất cả các chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống. Dạ bà ơi, thì con xin phép con về không bà ha? Dạ. Dạ, chúc cho bà thật nhiều sức khỏe và... Dạ, cảm ơn. Dạ, chúc cho bà nhiều sức khỏe ha, và dạ, cố gắng ăn uống đầy đủ rồi bà ha. Dạ. Dạ, rồi chú về nữa con. Con về con như chú là chú dặn hồi nãy đó, gán ha, gán ha, dạ, dạy em mình đi. Ha. Thôi, em chào chị luôn ha, con về luôn ha. Rồi. Chị cố gắng chị coi xem xét cho bé kia cho nó đi học lại ha. Dạ, mới có 8 tuổi à. Anh về luôn anh ha. Dạ. Sức khỏe cảm ơn, cảm ơn nhiều. Dạ, rồi anh biết nói cảm ơn đó của chú anh chị. Rồi. Thì anh kia nó cầm cây búa đi nữa hả? Đi nữa. Chưa, chưa. Chưa. Không có không biết chả mai hết trơn á. À, cứ cầm đi vậy hoài hả? Cầm vậy hoài luôn á, tối ngày vậy luôn á. Ban đêm có cắt không hay là cầm trong tay hoài luôn? Ban đêm được cắt. Rồi sáng cầm nữa. Sáng cầm nữa. Trời ơi. Nó vậy đó, tối ngày đó bà tối ông nó cắt cả nhà rồi. À. Ngủ rồi cắt nhà ngủ rồi, đi đâu nữa được? À, mà hiền hết, cầm cái bố mà hiền hả? Hiền lắm, nó hiền lắm, không con làm giả hết trơn á. Sao bà nói anh bị tâm thần là có không? Có bệnh đó. Anh á. Đúng. Anh cũng tâm thần luôn mà nhẹ hả? Dạ. Rồi, thôi em cũng cảm ơn anh hạn chế phơi nắng rồi ha. Rồi. Chúc anh thật nhiều sức khỏe ha, phục hồi. Cảm ơn nhiều. Rồi. Rồi, kính thưa tất cả các chú anh chị thì Bảnh cũng đã đến đây thăm hoàn cảnh rồi. Bảnh xin gửi lời cảm ơn đến anh Tấn đã có lòng hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa, cũng như là quý khán giả đang xem kênh của Bảnh thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại những tất cả của chú anh chị quý khán giả với mình Thân Vân những video tiếp theo của Bảnh. Xin kính chào.